Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay mình sẽ làm tên sát nhân Jin Sou. Tuy nhiên ngày hôm nay, nạn nhân của hắn không ai khác, chính là một sát nhân có tên là Leatherface. Liệu khi sát nhân Jin Sou ra tay với Leatherface thì ai sẽ là người giành chiến thắng? Và tại sao hai tên sát nhân này lại chống đối với nhau? Bây giờ chúng ta theo dõi câu chuyện nào. Jin Sou là một tên sát nhân vô cùng kỳ dị và biến chất. Hắn giết người bằng những cái bẫy, nào là kẽm rai sắt, nào là lưỡi cưa, và bây giờ là một làn khói độc từ lớp của bánh xe khiến cho một người phụ nữ vô tội bị chết. Jin Sou đã trở thành một cái tên vô cùng ám ảnh với những người dân thành phố. Hắn luôn lung tục và giết từng người xấu số khi mà bắt đầu chơi trò chơi của hắn. Còn đây là tên Leatherface. Hắn đã được nhận nuôi từ một gia đình từ rất là còn nhỏ. Và rồi hàng ngày hắn phải chứng kiến cái cảnh gia đình này cãi nhau vì miếng thức ăn. Người bố thì đang nướng những miếng thịt người cuối cùng. Người mẹ thì la mắng, ho sặc sụ. Còn đứa con gái thì các bạn biết làm nghề gì rồi phải không? Còn thằng con trai thì làm biếng suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Tất cả những trách nhiệm đi kiếm thức ăn đều giao lên mình của Leatherface. Leatherface vì mang ơn gia đình nên phải đi kiếm thức ăn. Nhưng mà Leatherface không hề biết rằng chuyến đi định mệnh này mình lại gặp một kẻ sát nhân muốn giết hại mình. Leatherface phải đi ra những nơi vắng vẻ bởi vì lần trước cậu gây án, cậu giết người để làm thịt cho gia đình ăn đã gây sự chú ý của rất là nhiều cảnh sát. Do đó Leatherface để đảm bảo an toàn cho mình, Leatherface chỉ gây án ở khu vực ngoại thành, khu vực vắng người mà thôi. Điển hình là tại nơi đây, một nơi ngọn hải đăng và một tòa nhà độc lập ở khu vực vắng người. Leatherface cảm thấy rất mừng rỡ, ngôi nhà lớn như thế này chắc chắn sẽ có vài người sinh sống. Leatherface nhanh chóng chạy tới đó, hy vọng thịt ở đây sẽ có trẻ con, bởi vì nhà của Leatherface rất thích ăn thịt trẻ con, thịt vừa mềm vừa ngon. Leatherface nhanh chóng rút một cái cây xà beng ra. Leatherface nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhưng mà khi vào bên trong nhà thì Leatherface đã nghe được một tiếng la vô cùng to lớn. Leatherface vòng ra sau và thấy được một kẻ này đang mắc kẹt trong một cái hàng rào. Nhìn hắn rất là tội nghiệp, nhìn hắn rất là đau đớn. Leatherface nói, tại sao mình không giết hắn cho hắn bớt đau đớn, sau đó lấy thịt của hắn để lót bụng gia đình của mình chứ. Ôi, một kế hoạch thiệt vẹn toà. Leatherface nhanh chóng dùng cái xà beng bổ vào trong đầu của hắn. Hôm nay đã có một bữa ăn ngon rồi. Đi thôi nào anh bạn. Nhưng mà Leatherface không hề biết rằng đã có một kẻ đứng từ trên vô cùng tức giận. Và hắn đã nói, tên khốn kiếp dám cướp món mồi ngon của ta. Cuối cùng gia đình chúng ta đã có món thịt người tuyệt vời rồi. Cảm ơn con nhé, Leatherface. Leatherface cũng đem món thịt về cho gia đình. Sau đó cậu ấy bắt đầu đi vệ sinh để có thể chuẩn bị cho bữa non thịnh soạn này. Đột nhiên ở phía ngoài nhà của Leatherface đã xuất hiện một kẻ đi từng bước và nhìn chằm chằm vào nhà của Leatherface. Sau đó hắn đã rút ra cái điện thoại của hắn và hắn nhấn nút. Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có tiếng nổ vậy? Có kẻ muốn tấn công nhà chúng ta hay sao? Chúng không biết chúng ta là ai hả? Lúc này, Leatherface trong nhà vệ sinh mới đi ra. Mọi người cứ bình tĩnh đi để con ra ngoài coi thử. Leatherface bước ra ngoài. Kẻ nào mới ném gì đó vào nhà của ta cháy hết rồi. Mình phải đi vòng vòng kiểm tra thử, kẻ đó chắc muốn làm thịt quá. Đột nhiên phía sau lưng Leatherface có một giọng nói. Dừng lại, nếu người mà quay lại, ta sẽ cắt cổ người. Lúc này Leatherface trông thế bất động và cảm nhận được có vật gì đó sắc bén đang kề lên cổ của mình. Leatherface tạm thời không manh động và bắt đầu trả lời. Này tên kia, tại sao ngươi muốn hại gia đình của ta? Thì nhân vật bí ẩn kia mới nói. Anh bạn, ta muốn chơi trò chơi với anh bạn. Anh bạn sẽ là nhân vật chính, ta sẽ là người hướng dẫn anh bạn chơi, được không? Leatherface suy nghĩ một hồi. Vớ vẩn,
trò chơi gì chứ. Ta ghét nhất những kẻ nào muốn giành chơi với ta. Nhưng mà bây giờ ta muốn chơi một trò chơi, đó chính là ăn thịt của ngươi. Little Fay đã đâm chết nhân vật kia. Nhân vật kia không còn động đậy nữa. Nhưng đột nhiên Little Fay nhìn kỹ lại thì ra chỉ là một con rối có điện mà thôi. Dường như sau khi đâm hư hỏng thì nó đã bị chập điện. Little Fay không để ý nhiều. Và rồi Little Fay nhanh chóng đi vào nhà lại. Kẻ nào bày trò ra để làm chuyện vớ vẩn này ta? Little Fay cũng nói với tất cả mọi người, cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Mọi người cũng phần nào được an tâm. Tuy nhiên bên phía căn nhà của Little Fay, nhân vật đó lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa và chỉ thẳng vào trong căn nhà của Little Fay. Tàn khảo kịp, người dám phá hủy con rối của ta à? Vậy người chuẩn bị đi dập trầu Diên Dương đây. Thật là kinh khủng. Chắc có lẽ Little Fay đã làm gì đó lầm lỗi đến lại Jin Sao, nên đã khiến hắn mới cấp độ 1 mà thôi đã gây ra một chuyện vô cùng khủng khiếp đến như vậy, khiến cho gia đình của Little Fay đều chết sạch. Sau khi Jin Sao bỏ đi thì dường như căn phòng của nhà Little Fay đều đã bị cháy tan tác hết rồi. Nhưng mà có một điều không thể ngờ tới, Little Fay vô tình đã té vào phòng vệ sinh và rồi nước chảy rất là nhiều. Lúc này cũng đã giúp cho Little Fay bảo toàn được tính mạng. Little Fay bắt đầu tỉnh dậy sau cơn nóng vô cùng kinh khủng. Hắn không ngờ mình lại còn sống. Hắn đã cố gắng đứng dậy trong sự đau đớn và nát. Hắn đã thấy được những người thân trong người hắn đã chết hết rồi. Hắn đau khổ. Sau đó hắn cố gắng thoát ra ngoài để có không khí trong lành hơn. Căn nhà bây giờ đã tan nát, người thân đã chết hết sạch. Hắn đã vô cùng đau khổ. Hắn cảm thấy rất là căm phẫn. Kẻ nào đã muốn gây ra gia đình của ta? Ta phải đi tìm. Ta phải ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Little Fay rút cây cưa ra chết chóc và rồi muốn xé xác, muốn tiêu diệt tên Jin Sao. Little Fay quyết định càng ngày đi tìm tên Jin Sao. Ngày qua ngày, dường như mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Cho đến khi cuối cùng định bỏ cuộc thì một cuộc điện thoại công cộng lại vang lên. Jin Sao nhanh chóng tiến lại gần và bắt điện thoại. Xin chào anh bạn, lâu quá rồi, đi tìm tôi đúng không? Tôi là Jin Sao đây. Nào, cậu muốn tiếp tục chơi trò chơi nữa hay không? Tên khốn kiếp, Tại sao ngươi lại hại gia đình của ta? Ngươi lại muốn nổ chết gia đình của ta. Ta mà tìm được ngươi, ta sẽ băm ngươi ra ngàn mảnh. Ngươi muốn tìm ta? Đơn giản lắm, hãy tiếp tục chơi trò chơi nhé. Hãy đến đồn công an và rồi tới đó tìm ta. Ta đang uống trà ở đó đó. Và rồi cuộc gọi ngắt ngang. Tên Jin Sao khốn kiếp, hắn dám dụ ta tới đồn công an à? Nhưng mà ta không sợ nữa, bây giờ ta chỉ cần tìm tới hắn, ta sẽ giết hắn cho bằng được. Kẻ nào muốn ngăn cản ta, ta sẽ xé xác hắn mới được. Little Fay biết được tên Jin Sao dụ mình tới đồn công an là một cái bẫy. Tuy nhiên bởi vì Little Fay muốn gặp được tên Jin Sao phải xé xác hắn ra, nên Little Fay nhanh chóng ập vào đồn cảnh sát. Và rồi khi vào, cảnh sát cũng đã ngăn Little Fay lại. Little Fay không cần nói nhiều, rút ra vũ khí và rồi giết chết vị viên cảnh sát ngoài cảnh này. Little Fay gấp rút muốn tấn công vào trong đồn của cảnh sát. Little Fay đã bị tấn công và bị bắn rất nhiều. Tuy nhiên Little Fay đã sử dụng cưa và rồi giết chết tất cả những vị viên cảnh sát ở đây. Bởi vì hắn muốn gặp được Jin Sao nên hắn phải làm như vậy mà thôi. Little
phải càng hung máu, càng giết người một cách ghê gớm. Hắn đã phá tan tành khu vực cảnh sát như thế này. Nhiều phát đạn gắm vào người của hắn. Hắn giết tất cả những cảnh viên ở đây. Và rồi cảnh sát cũng đã ập tới. Hắn đã càn quét mọi cảnh sát. Sau khi giết sạch tất cả những cảnh vụ ở đây, dường như Leaderface đã vượt qua ải mà Jinzhou đã dành cho Leaderface. Sau đó Leaderface trốn đi để chờ nhận một cuộc gọi từ Jinzhou. Người của Leaderface chảy rất là nhiều máu, nhưng mà thật may mắn, Leaderface cố gắng chạy thật nhanh, trốn đi. Tên Jinzhou khốn kiếp, dám lừa ta. Leaderface đã làm theo những gì tên Jinzhou, tuy nhiên vẫn chưa gặp được Jinzhou. Leaderface vô cùng tức giận. Sau đó Leaderface đã cúi xuống để có thể ngăn máu chảy trong người của mình. Đột nhiên tiếng bước chân của Jinzhou xuất hiện. Cuối cùng như lời hứa, hắn đã xuất hiện bên cạnh của Leaderface. Và hắn không nói gì cả, liền tấn công Leaderface. Khi Leaderface phát hiện ra hắn, Leaderface đã bị hạ gục tại chỗ. Sau đó thì Jinzhou bắt đầu tiến gần. Trừ cái tội dám phá con mồi của ta. Ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, dám chơi với ta. Và cuối cùng Leaderface đã chết dưới vũ khí lạ tên Jinzhou phóng ra từ mình. Lần đầu tiên tên Jinzhou ra tay trực tiếp như thế này, thật là kinh khủng. Tên Leaderface đã bị bại dưới tay của Jinzhou. Rồi đây có lẽ chỉ là một câu chuyện ngoại chuyện mà thôi, do mình suy nghĩ ra. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.